trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười anh nát lòng, ngày mai em lấy chồng rồi sẽ hoa pháo hồng. Đây nha, ở đây nó sẽ có ba công tắc ha. Cái này là cắm chìa khóa vào nè, chìa khóa em bỏ dưới cốp á ha. Cái này là nút đề nha, cắm chìa khóa vào là mình đề ha, là nổ máy chạy thôi. Còn đây là nút tắt máy ha, nút này với nút này là cùng chức năng. Cái này rút ra tắt máy, còn cái này nhấn vào là tắt máy ha. Rồi cái chìa khóa thì khi mình chạy mình lấy sợi dây mình cột vào người nha, để trừ cái trường hợp mà khi mình chạy nó té khỏi xe là cái chìa khóa rút ra ha, cái xe mình không có chạy ha, ra sân ti. Rồi ha, trong quá trình mình chơi á, mình thả xuống nước hay là mình bưng lên xe mình thả xuống á, là để cái này nha. Cái này mà bị vấp xuống đất dưới đất á, là nó bể ống lái nè nha, kỹ rất là kỹ ha. Rồi ở đây nó sẽ có hai cái lù nè, vặn ra. Hai cái này có chức năng là vặn ra khi mình chơi nước mặn, nước biển đồ á, mình vặn hai cái này ra rồi mình rửa khoang máy ha. Mình rửa khoang máy rồi mình dựng cái xe lên cho nước nó chảy ra hai cái lỗ này ha. Cái này gọi là lỗ rửa máy nha, rửa nước mặn xong rồi mình đóng hai cái lù lại nha. Ở đằng sau đuôi á, nó sẽ có cái một cái cốp nè ha, dưới cái yên xe có một cái cốp nè ha, và ở đây là có cái chìa khóa lóc ha, lóc cái yên của mình nè đó. Khi mình muốn mở ra ha là mình bật cái ọp nè, còn mình mà đóng yên lại rồi thì mình bật lóc vô ha, là xong đó. Ở trong này nè, mình tháo cái yên ra thì ở trong này nó sẽ có một cái khóa y chang như vậy đó. Mình dựng cái đầu lên ha, đó. Còn trước này là nắp bình xăng nha. Nắp bình xăng này thì lưu ý không có cho cát với đất hay là nước gì vào hết. Mỗi lần đổ xăng xong vặn chặt lại nha. Rồi, ở đây là tay ga nha. Đó, khi ví dụ mình để một thời gian lâu mình để không có nổ thì anh kéo cái núm lên giùm anh nha. Đây, ở đây nó có cái nút on off red nè. Đó, mình luôn luôn bật on nha. Đó, luôn luôn bật qua on ha. Rồi, thứ hai nữa là khi mình để lâu ngày mình để không có nổ, mình kéo cái này lên đó, mình để nó nổ xong rồi mình đẩy nó vào ha. Đó, cái này là trường hợp chỉ để lâu, ví dụ mười mấy hai chục ngày một tháng mình không chơi thì mình kéo lên đề ha. Đó, còn mà khi mình để một hai ngày thì khỏi kéo cái này cũng được. Rồi vậy thôi, nó có một cái chốt y chang giống vậy luôn nè. Khi mình khóa là mình gài cái chốt này vào nè. Đó, cái chốt này ha, cũng on off ra mình khóa lại. Còn bình á là anh về anh đấu dây nè, màu đỏ là dương ha, màu đen là trừ ha. Đó, chìa khóa thì em bỏ trong cốp nha. Cái bình mình bỏ vào đây là mình cột nó chặt vào ha, mình lấy dây em móc vào đó, để trong quá trình mình chạy nó không có rớt cái bình với lỏng cái khóa ha. Rồi thứ hai nữa là nhớt này là luôn luôn châm trên 50% cho em này. Đó, nhớt này rất là đặc biệt, bền không còn là do cái nhớt này nha, luôn luôn đầy bình nha. Rồi đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi anh mua cái chai R7 anh xịt bảo quản máy giùm em là ok. Còn sau khi mình chơi nước mặn á, mình về mình cắm cái dây nước ngọt vào đây mình rửa ha. Đó, rồi mình xả hai cái lỗ ra. Đó, xả hai cái này ra ha. Xả nước xong rồi nhớ vặn lại nha. Rồi,